Đây là một cái đèn khá là thú vị nha. Để làm được nó, đầu tiên ta cắt miếng gỗ theo hình mình mong muốn và trang trí cho nó trở thành cái đáy biển đã. Cái đó, lấy dây kiếm quấn quanh, chích keo rồi đổ dung dịch trong suốt vào, đồng thời treo thêm một đảo băng lên đó, đợi khô rồi đổ thêm dung dịch trong suốt vào. Tháo ra, bỏ vào chụp quay để tiện, mài sơ, mài bóng, lắp đèn và hoàn thành.